Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị khán thính giả tới với chương trình Đối diện vấn đề. Hôm nay luật sư Lê Công Tâm vẫn đi công tác cho nên chúng tôi xin trình bày những vấn đề như sau. Trước hết thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái vấn đề, một chuyện mà chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đó là, thưa quý vị, khi mà chúng ta bước đi cho hàng ngày, bước đi khoảng được 10.000 bước đó, thì cái này nó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Mà quý vị biết rằng 10.000 bước thì tương đương với lại 4 mai, có nghĩa là chúng ta đi 4 mai khoảng 6 cây số trong một ngày đó. Không cần chúng ta bước nhanh hay bước chậm, nhưng mà cứ khoảng 10.000 bước ấy, thì lúc đó chúng ta tốt sức khỏe rất nhiều. Bởi vì với 10.000 bước có nghĩa là 4 mai như thế này thì chúng ta đã tiêu thụ được khoảng 100 calori. Và cho nên những người khoảng 50, 60 tuổi mà quý vị đi làm, quý vị đi lại thì tất nhiên là rất là tốt. Khoảng 10.000 bước đó là cái điều mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị. Cho nên ở trong nhà cũng vậy, chúng ta ráng làm sao chúng ta đi lại vân vân, từ trong ra ngoài, từ ngoài tới trong, đi ra ngoài đường, đi bộ chẳng hạn như thế. 10.000 bước đó thì nó lợi cho sức khỏe của chúng ta rất nhiều. Nếu quý vị muốn biết là 10.000 bước như thế nào thì chúng ta có thể mua một cái dụng cụ ở trong những cái tiệm mà thể dục thể bán đồ thể thao đó, chúng ta đeo vô, hoặc là chúng ta đeo cái đồng hồ nó có tính cho chúng ta cái số bước hàng ngày của chúng ta. Do đó những người chẳng hạn như là những quý vị y tá làm ở trong bệnh viện đi lại như thế thì rất tốt cho sức khỏe. Cho nên nếu quý vị mà phải đi lại, thay vì chúng ta ngồi một chỗ đó thì chúng ta đi lại, chúng ta cũng phải coi cái đó như là một cái vui vẻ, mà đừng có nên buồn vì chúng ta phải đi lại, ngồi đâu không được tốt, mà chúng ta phải đi lại 10.000 bước một ngày. Nhớ nhá, 10.000 bước. Còn đối với những người mập đó, cần phải giảm kilo thì cái số bước và có thể tập nhiều hơn nữa thì nó tốt hơn. Còn bình thường đó, những người bình thường thì 10.000 bước trong một ngày đối với những người khoảng 50, 60 tuổi hoặc 70 thì quá tốt rồi. Đó là điều thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai chúng tôi muốn trình bày là ở Los á, thì có một bà giáo không muốn đọc những cái chuyện về cho những đồng tính luyến ái chẳng hạn, cho hoặc là những người mà LGBT đó ở trong lớp cho học sinh. Mà học sinh này, những cái em bé này là học sinh lớp chúng ta gọi là tiểu học, rất rất nhỏ, không đọc những chuyện đó cho các em, thì bà giáo này đã bị cái học khu đó đuổi, và bây giờ bà kiện cái học khu đó vì đã bị đuổi. Cái điều đó cũng hiển nhiên thôi, bởi vì thầy giáo đó thì có quyền quyết định xem là những cái quyển sách nào hay những chuyện nào nó phù hợp với đầu óc của các em thì lúc đó đọc cho các em, chứ không phải là bị bắt buộc phải đọc cái chuyện về giới tính này hay cái kia cho các em. Điều đó là không hợp lý đối với lại những người mà làm công tác hoàn toàn có tính cách giáo dục, cho các đào tạo cái mầm non để có được một thế hệ trong tương lai tốt cho đất nước. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói cho quý vị, nghĩa là đã có những trường hợp mà bị lạm dụng để mà ép buộc những thầy giáo, cô giáo phải làm theo những cái chuyện mà chính thầy giáo, cô giáo không muốn. Bây giờ một chuyện nữa là chúng ta biết rằng một người rất là đẹp trai, anh chàng này tên là Ollie London, mà đã từng sang bên Đại Hàn để mà sửa sắc đẹp, chuyển giới, làm cho thành ra nữ, rồi cũng bơm ngực, rồi cũng dùng hormone để biến thành nữ. Nhưng mà sau đó thì anh không cảm thấy vui vẻ, gọi là tạm thời của chúng ta gọi là chuyển giới đó. Anh không cảm thấy vui. Cuối cùng anh trở lại thành nam tính, nam giới, chứ không phải là nữ giới. Trước đó anh dùng hormone nữ giới để biến cơ thể của mình thành nữ. Rồi sau đó anh cảm thấy không có vừa ý, anh trở lại thành ra nam. Anh chàng này đẹp trai lắm chứ không, khi mà chuyển thành nữ. Mà nếu mà quý vị nhìn cái hình ảnh của anh này chuyển thành nữ thì quý vị phải mê luôn, bởi vì người rất là đẹp. Đã sang bên Đại Hàn để mà sửa mặt, sửa mũi để giống người Đại Hàn chẳng hạn. Nhưng mà sau đó thì anh vẫn cảm thấy không vừa ý, và anh trở lại thành nam. Không biết anh trở lại bằng cách nào, nhưng mà khi anh trở lại thì anh muốn nói cho
các thế hệ thanh thiếu niên thấy rõ điều là bố mẹ phải khuyên các em, để cho các em tới khi mà các em trưởng thành rồi, các em có quyền quyết định rồi, thì lúc đó các em mới quyết định được cái giới tính của mình, chứ không phải là để còn trẻ mà trường học hoặc là các em muốn cái gì làm theo ý đó, lúc đó chưa có trưởng thành. Và khi chưa có trưởng thành thì cái quyết định của các em nó có thể nó sai trái, đến lúc mà muốn trở lại đó thì chuyện hỡi ơi đã lỡ rồi. Đó là những thứ chúng tôi muốn trình bày quý vị đó. Anh này hối hận đã phải trở lại từ nam trở thành nữ, rồi bây giờ nữ trở ngược lại nam. Đó là cái điểm nó đã xảy ra. Và chúng tôi muốn nói tới cái quyết định của anh này là muốn nói cho phụ huynh và các em nói là khi nào chúng ta lớn tuổi rồi, lớn rồi đó, trưởng thành rồi đó, có quyết định chính xác cho mình rồi, thì lúc đó mình mới nên có quyết định cuối cùng, chứ không phải là hồi nhỏ mình nghe người này nghe người kia, rồi lớp nói thế này, thầy giáo nói thế kia, chúng ta nghe thầy giáo, cái chuyện đó không tốt thế nào cả. Rồi bây giờ chúng tôi muốn trình bày về một người nữa. Cô này là một dân biểu của tiểu bang Missouri, tên là cô Cori Bush. Cô này là một y tá và một mục sư, y tá mục sư, dĩ nhiên là cô này là người da màu, y tá mục sư, đã từng đi phân, có nghĩa là muốn là bỏ cảnh sát, giảm tiền của cảnh sát. Nhưng mà khi mà cô này giảm tiền cảnh sát thì cô đã sử dụng cái số tiền để mà bảo vệ an ninh cho mà nhà nước phải trả đó lên tới 500.000 đô la, 500.000 đô la, trong khi cô này muốn giảm, muốn đi phân cảnh sát. Cô này tên là Cori Bush. Cho nên khi mà chúng ta nghe thấy những cái người mà dân chủ mà muốn bỏ cái cảnh sát đi để mà chiều ý những tội phạm thì cái chuyện này là rõ ràng là nó sẽ làm hại cho xã hội. Mà chính những người mà đi phân cảnh sát để cho an ninh thì chính những người này đã tốn tiền của đóng thuế của chúng ta để mà thuê mướn security, nhân viên an ninh tư bảo vệ cho chúng ta. Bây giờ chúng tôi muốn trình bày một vấn đề khác nữa là trong cái kỳ đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc kỳ thứ 20 này đó, thì chuyện gì xảy ra mà chuyện này nó rất là tếu, nó vừa tếu mà vừa làm cho cái bộ mặt của nhà nước, cái Đảng Cộng sản Trung Quốc nó trở thành không có đẹp trước mặt quân chúng. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà Đảng Cộng sản họp ở bên Trung Quốc thì nhiều nơi có những người Trung Quốc người ta biểu tình để chống lại Đảng Cộng sản, muốn tạo tiếng vang người ta chống lại. Thì ở bên Anh chúng ta biết là trước cửa tòa lãnh sự Anh, Trung Quốc ở bên Anh, trước cửa cái tòa lãnh sự Trung Quốc ở bên Anh, một số người biểu tình, trong đó có những người Hồng Kông sang Anh, đã từng sang Anh rồi, người ta biểu tình để chống lại ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã vi phạm cái thỏa thuận của Trung Quốc đối với lại chính phủ Anh. Thì các anh này khi mà biểu tình trước tòa lãnh sự của Trung Quốc ở bên Anh thì anh này bị nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân viên của tòa lãnh sự đó lôi vào trong tòa lãnh sự dần cho một trận. Dĩ nhiên chúng ta không biết anh bị đau đến mức độ nào, nhưng mà chính phủ Anh, nhà cầm quyền Anh đã phải xông vào trong cái tòa lãnh sự đó để giải cứu cho cái người bị đàn áp này của Hồng Kông. Đó là cái chuyện nó xảy ra tại lãnh sự quán của Trung Quốc ở Hồng Kông. Và cái điều này làm cho chúng ta thấy rõ một điều, nó giống như là cái trò chúng ta gọi là côn đồ sang nước ngoài. Tòa lãnh sự của Trung Quốc mặc dù là lớn, ở một nước lớn, ở bất cứ nước nào chúng nữa cũng phải tôn trọng cái quyền của chính phủ địa phương và đồng thời phải theo đúng luật pháp của chính phủ địa phương. Mình không thể nào mình có thể sử dụng cái thái độ côn đồ muốn hành hung người của mình tại cái đất nước của người khác, cái chuyện đó không được. Đó chính là lý do mà trong cái kỳ vừa rồi chúng tôi đã từng
nghe thấy Trung Quốc đã từng lập những cái gì chúng ta biết không, lập các cảnh sát của Trung Quốc tại các quốc gia để làm gì, để kiểm soát người dân của họ tại các quốc gia đó. Ví dụ như là tại Mỹ chẳng hạn, hay là tại những quốc gia đó có đồn cảnh sát của Trung Cộng. Thực ra cái đó là vô lý vô cùng, bởi vì trên đất nước người ta mình không có quyền lập một cái cơ quan về lập pháp trên đất nước của người ta để mà mình theo dõi đàn áp những người dân của mình tại đất nước mà mình đất nước khác mà mình không phải là có chủ quyền trên đó. Dĩ nhiên là bất cứ một quốc gia nào, dĩ nhiên bất cứ quốc gia nào cũng có cơ quan tình báo mật vụ của quốc gia đó ở quốc gia đó, ở trong cái nước mà mình đang đặt cái tòa lãnh sự hay tòa hay là tòa đại sứ. Nhưng mà tất cả những cái cơ quan tình báo đó nó có tính cách là làm rất là bí mật, không có ai, không để cho những người dân địa phương hoặc là chính phủ địa phương biết được, rất bí mật. Chứ không để nếu mà có chuyện gì thì có thể nghĩ là thanh toán hoặc là nọ kia. Thì chuyện đó nếu mà làm bí mật thì không lộ liễu quá thì nó đẹp, nhưng mà trong khi chế độ của cộng sản hoặc chế độ độc tài đó, người ta làm một cách rất là lộ liễu. Quý vị nhớ tại Việt Nam không, Việt Nam Trịnh Xuân Thanh khi mà đã sang tới Đức ấy, mà cũng bị tòa lãnh sự chế độ cộng sản Việt Nam cho người sang bên Đức, bắt từ bên Đức chuyển chở phi cơ sang một nước khác, rồi từ nước khác chuyển về Việt Nam. Rồi khi mà bị chính phủ Đức lên tiếng phản đối thì cộng sản Việt Nam nói rằng ông này tình nguyện về, đâu có tình nguyện về, ông này là bị dụ dỗ, và vì ông này là mê gái thành ra bị người ta cho gái thêm để mà phát giác ra ông này ở đường đi nước bước. Rồi từ đó công an tình báo cộng sản Việt Nam bắt cóc đem về qua nước thứ ba, rồi từ đó đem về Việt Nam. Cái chuyện này thì chắc chắn là tất cả mọi người Việt Nam chúng ta ai cũng biết rồi, phải không quý vị? Bây giờ một chuyện nữa mà chúng ta nghe thấy nói rằng cái chúng ta nghe nói là Israel đó là một quốc gia mà có cái hệ thống gọi là cái vòm sắt, cái vòm để mà bảo vệ phòng không rất là tốt, bảo vệ Israel khỏi sự tấn công của các quốc gia đổ nghịch tới bằng hỏa tiễn. Nhưng mà cái nước gọi là nước Ukraine là muốn có cái vòm sắt đó, nhưng mà chính phủ Israel không cung cấp cái vòm sắt, hệ thống phòng thủ đó. Đã thứ nhất. Thứ hai nữa thì chúng ta biết rằng Iran là kẻ thù của Israel, mà Iran bây giờ đang bí mật, thực sự thì Iran giúp, nhưng mà kể cả Ukraine và Nga đều phủ nhận là Iran đã cung cấp cái phi cơ không người lái cho Nga để Nga tấn công Ukraine. Nhưng mà và Ukraine cũng mong muốn rằng Do Thái cung cấp cho Ukraine những cái hỏa tiễn tối tân của Do Thái. Nhưng mà khi mà Do Thái yêu cầu như thế thì chúng ta biết một điều là Israel vẫn sợ bị áp lực của Nga. Thành ra Israel không có viện trợ cho, thực ra không phải viện trợ, không có bán cho Ukraine những cái vũ khí mà có tính cách có thể bảo vừa tự vệ mà vừa tấn công được của Ukraine đối với Nga. Đấy là điều hiển nhiên. Cho nên cái áp lực của Nga đối với các quốc gia chẳng hạn như là đối với lại Israel thì cũng rất là mạnh. Đó là chưa kể trước đây đó, thì Israel cũng không có ưa gì ông Zelensky. Cho nên khi mà ông Zelensky trong lúc đầu, những thời kỳ đầu tiên, ông Zelensky đó, bị Israel cho rằng ông này là một trong những người đã ủng hộ cái chính sách gọi là, chúng ta gọi là quân phiệt, hoặc là đối với lại gọi là đối với lại đất nước Israel, nước Ukraine. Thì điều này nó là chỉ là một phần thôi, nhưng mà phần thì cũng chỉ vì Israel đang bị cái áp lực của Nga cho nên Israel không giúp cho Ukraine trong cái kỳ vừa rồi.
nghĩa là không bán cho Ukraine trong kỳ vừa rồi. Bây giờ một chuyện nữa, chúng tôi thấy rằng có nhiều người hỏi rằng nếu mà cuộc chiến tranh nguyên tử xảy ra đó thì chính phủ Mỹ, tổng thống Mỹ, ông sẽ đi về đâu để mà điều hành cái cuộc chiến này? Thì thưa quý vị, từ thời ông Truman á, từ thời ông Truman, ông đã xây dựng ở trong cái khu vực gọi là khu vực ở trong một núi, ở cái khu vực này nó gọi là ở trong một dãy núi ở trong khu vực mà chúng ta gọi là cái khu vực của cái lầu, của cái ngũ dạ, của lầu Năm Góc, lầu Năm Góc và của tòa Bạch Ốc nằm tại chính khu vực này, nó gọi là Ravensbrück, ở trong biên giới giữa Pennsylvania và Maryland. Ở đây trong cái khu vực núi này, nó là một khu vực dãy núi mà làm rỗng đấy, trong đó nó có những tòa nhà xây 3 tầng và chính phủ Mỹ, ông tổng thống sẽ ở nơi này, khi ông tổng thống nơi này để điều khiển cái cuộc chiến về đối phó với cái cuộc chiến nguyên tử. Và từ đó chúng ta mới thấy rõ ràng là chính phủ Mỹ đã nghiên cứu để mà đối phó với những cuộc chiến trong nguyên tử trong tương lai. Bây giờ trở lại cái khi mà đối với cái ngày 9/11 khi mà Mỹ bị tấn công á, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng chính phủ Mỹ, đây là thường thôi chứ không phải nguyên tử, chính phủ Mỹ chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là do tổng thống chỉ huy và một bộ phận là ông phó tổng thống. Hai bộ phận này ở hai vị trí khác nhau để có thể, nếu mà cái bộ lãnh đạo của tổng thống mà bị tiêu diệt thì có phó tổng thống điều hành. Và chính những cái điều này cho chúng ta thấy một điều là khi mà chúng ta nói tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và các quốc gia khác liên quan cả với lại cuộc chiến tranh liên quan đến nguyên tử nữa, thì chúng ta an tâm là nước Mỹ vẫn còn những cái khu vực mà bảo vệ rất nghiêm mật và rất an toàn để cho cái người lãnh đạo của đất nước do chúng ta bầu lên vẫn tồn tại để điều hành cái guồng máy nhà nước. Và vì vậy cho nên chúng ta không có đến độ lo là chúng ta bị kẻ địch đánh phủ đầu và lúc đó sẽ không còn có thể mà điều hành được nữa. Chính đó là lý do mà chúng ta thấy rằng cái cặp gọi là cái cặp da trong đó có chứa những cái mã, những cái chìa khóa để mà có thể điều hành cái hệ thống trả đũa nguyên tử của Hoa Kỳ cần phải có người có đầy đủ thông minh, sáng suốt để mà không có bị những cái rối loạn để mà điều khiển cái cuộc chiến. Chính đó là lý do mà chúng ta thấy rằng trong cái kỳ vừa rồi, khi mà ông tổng thống mà không có đầy đủ những cái minh mẫn ấy, thì người ta cũng rất lo ngại là cái cuộc chiến tranh mà tổng thống như thế đó thì làm sao mà điều hành được cái guồng máy quốc gia đối phó với lại những cái biến cố rất nguy hiểm, chẳng hạn như chuyện chiến tranh nguyên tử, phải không quý vị? Cho nên chúng tôi mong rằng trong cái kỳ mà chúng ta lựa chọn những người ở trong cái cơ quan lập pháp ấy, trong kỳ này chúng ta phải lựa những người mà chúng ta biết rằng có khả năng, và trong tương lai năm 2024 ấy, thì những người mà chúng ta lựa làm tổng thống phải là trí óc minh mẫn, chứ không phải là không có gọi là hơi làm cho chúng ta hơi lo ngại, phải không quý vị? Cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi, hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị.